Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trước hết cung kính bái bạch quý hòa thượng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả khắp nơi đang theo dõi trực tiếp phóng sự của TD Media tại chùa Bát Nhã Nam California. Ngày hôm nay đã diễn ra chương trình tang lễ của cố đại lão hòa thượng Thích Thắng Hoan trong 3 ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Thưa quý vị, từ sáng sớm đến bây giờ, từ 6 giờ sáng thì TD Media đã phóng sự trực tiếp đến tất cả quý vị khắp nơi trên toàn thế giới để quý vị am hiểu được cái buổi tang lễ sẽ diễn ra tại nơi này. Nhục thân của cố hòa thượng Thích Thắng Hoan đã về đến chùa Bát Nhã Nam California tại thành phố Santa Ana. Hàng trăm hòa thượng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đến từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và khắp nơi ở đất Mỹ, tại Hoa Kỳ, và Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni ở khắp nơi cũng quan lâm về tại chùa Bát Nhã sáng hôm nay để cung đón nhục thân của Ngài từ Peak Family Home tại nghĩa trang của người Việt, cộng đồng của chúng ta trên đường Bosa đã về đến thành phố Santa Ana và đang có mặt tại ngôi chùa Bát Nhã. Và từ đây cho đến 3 ngày sắp đến kế tiếp, tang lễ sẽ có nhiều chương trình. Chúng tôi xin đại diện cho TD Media xin trân trọng và xin trực tiếp gửi đến tất cả quý vị Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới A Di Đà Phật. Dạ. Quý vị phụ trách tất cả tiểu ban, hoan hỷ chuẩn bị các pháp cụ cần thiết, phân tập về nước thiền đường, nơi Chư Tôn Thiền Đức, để chuẩn bị cho lễ tán pháp, cung kính Chư Tôn Thiền Đức quang lâm lễ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô đang có mặt tại chùa Bát Nhã Nam California, đang trong tang lễ của cố đại lão hòa thượng Thích Thắng Hoan. Trước mặt sư cô đây là thầy Pháp Hòa đến từ Canada. Quý vị biết ngày hôm nay có rất là nhiều quý hòa thượng cao tăng đã quang lâm từ Úc Châu, Canada, rồi bên Pháp và tất cả khắp nơi trên toàn đất Mỹ, và trong đó có thầy Pháp Hòa mà quý vị đã yêu thích rất là nhiều. Hiện giờ là TD Media đang trực tiếp truyền hình. Con xin đôi điều xin thầy hoan hỷ cho cái sự cảm nghĩ của thầy, cũng như trong cái thời gian tu tập của thầy đã từng gặp hòa thượng cố đại lão hòa thượng Thắng Hoan, đôi điều cái cảm nghĩ của hòa thượng trong buổi tang lễ ngày hôm nay. Kính mời thầy. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa đại chúng. Hôm nay tất cả quý Tôn Đức Hòa Thượng đã từ khắp năm châu về đây để dự tang lễ của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Và Pháp Hòa được cơ duyên được bái kiến Hòa Thượng từ năm 1990. Lúc đó mình đang chuẩn bị đi xuất gia và Hòa Thượng sang Canada trong khóa hạ đầu tiên, và Pháp Hòa được làm thị giả Hòa Thượng trong cái mùa hạ năm đó, và sau đó được đi xuất gia. Và đối với tất cả tăng ni, ai đã được một lần gặp Hòa Thượng đều cảm mến hết, tại vì Hòa Thượng rất là bình dị, rất là gần gũi, rất là thân thương, và mỗi lần được gặp Hòa Thượng như một người cháu được về bên cạnh một người ông của mình. Cho nên hôm nay tất cả các nơi đều về đây để dự tang lễ Hòa Thượng với tất cả tình thương và lòng kính mến đối với Hòa Thượng A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Cho con xin hỏi thầy, với cái công việc Phật sự của thầy rất là vất vả, con thấy thầy đi đây nay đây mai đó giống như chim vậy đó, thì sức khỏe của thầy như thế nào hiện bây giờ thưa thầy? Dạ, kính thưa sư cô và tất cả đại chúng, là hiện tại thì sức khỏe cũng tạm ổn thôi, chứ không thật khỏe như hồi đó nữa. Và tại vì công việc rất là nhiều, sức khỏe không cho phép như ngày trước nữa, nhưng mà cũng cố gắng lắm vì Phật sự cái nhu cầu. Dạ. Con cảm ơn thầy, con kính chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự chóng viên thành. Con hẹn gặp lại thầy đâu đó ở trên này. Con kính một thầy A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, thưa quý vị, vừa rồi là thầy Pháp Hòa đến từ Canada để tham dự buổi tang lễ của đại lão cố hòa thượng Thích Thắng Hoan A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp phóng sự từ TD Media đến từ Nam California, chùa Bát Nhã tại thành phố Santa Ana. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện giờ thì sư cô đứng ở nơi này, quý vị thấy ngoài sau của sư cô là nhục thân của cố Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Thì sư cô muốn quý vị theo dõi phần trực tiếp này đến với TD Media từ Nam California, chùa Bát Nhã tại thành phố Santa Ana. Thưa quý vị, nhục thân của Đại Lão cố Hòa Thượng Thích Thắng Hoan chuẩn bị trong lớp lát nữa đây sẽ làm lễ nhập quan tại chùa Bát Nhã. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con đi đầu đảnh lễ cung kính bái bạch quý Hòa Thượng Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni. Con hiện giờ là đang có mặt tại chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, tại Nam California. Hiện giờ là cô Diệu Trạm Ni Sư đến từ Pháp Quốc. Giờ đây con xin Ni Sư có đôi điều cảm nghĩ về cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan trong buổi tăng lễ ngày hôm nay, thưa Ni Sư. A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch chư Phật tử. Đối với Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hà Hoan thì không có xa lạ về gì với cá nhân của con, mà đặc biệt là với chúng Phật tử chư Tăng Ni ở Âu Châu. Đương thời khi sinh thời đó thì Hòa Thượng rất là gần gũi, gắn bó với tất cả các Phật sự tại Âu Châu, và nhất là cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Minh Hà Tâm là vị ân sư của chúng tôi. Hôm nay được về lại nơi đạo tràng của chùa Bát Nhã để mà dự tang lễ của Hòa Thượng, thì cũng là một lần nữa để mà khơi lại những tất cả tâm tình thân thương, kính mến, kính lễ Ngài. Một lần cuối cùng đối với báo thân của Ngài trong kiếp này, và tin chắc rằng trong tương lai chúng con sẽ được hội ngộ cùng Ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật. Ni Sư, trong cái thời gian hành đạo của Ni Sư và cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Ni Sư có những cái đặc điểm gì để mà kỷ niệm, để chia sẻ nhân ngày hôm nay không, thưa Ni Sư? Dạ, thật ra là nói về kỷ niệm đối với Đại Lão Hòa Thượng thì có rất là nhiều, vì là rất là gần với Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng rất là gần với lại cô ân sư của chúng tôi. Là nhớ có một lần vào năm 2015 á, là khi đó là đại thường của cô ân sư. Nhưng mà cố Đại Lão Hòa Thượng đã nói là không đủ sức khỏe để bay sang Pháp dự lễ. Do vậy chúng tôi đã sắp xếp để mà sau lễ đại tường qua tới Sacramento để thăm Hòa Thượng. Mà chẳng ngờ kỳ đó là chính Ngài lại sắp xếp và tự Ngài ra tới phi trường lái xe. Đó là để đưa về tận thăm ở nơi viên hạnh tỉnh thất, thì cho thấy là cái tình thương của Hòa Thượng rất là luôn luôn có cái sự đoái hoài và thương các con cháu. Con kính tri ân Ni Sư rất là nhiều, và con cũng kính chúc Ni Sư Pháp Thể Kinh An chúng sinh nhị độ và Pháp luôn luôn Phật sự chống hiên thành, trên đường về thường là bình an. Con hẹn gặp lại Ni Sư lần sau ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên phóng sự đặc biệt TD Media trong 3 ngày tăng lễ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Và trong chốc lát nữa đây, sư cô sẽ cố gắng chia sẻ đôi điều cùng tất cả quý vị đến từ tất cả các vị trưởng lão, Đại Lão Hòa Thượng mà tham dự trong chương trình tăng lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi phóng sự đặc biệt từ TD Media tại Nam California đến toàn cầu tất cả quý vị. Đào hữu quán tề, bao giờ này
xin mời tất cả quý vị trong các tiểu bang hoan hỷ vào. Dạ, quý vị đang thấy chương trình của đài lễ tang lễ của cố đại lão hòa thượng Thích Thất Hoan đang chuẩn bị để mà cung đón cung nghinh quý hòa thượng đến từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và cả trên đất Mỹ để chuẩn bị vào để mà chuẩn bị làm lễ nhập hoa quan của đại lão cố hòa thượng Thích Thắng Hoan ngày hôm nay. Quý vị ở ngoài sau của sư cô đây là quý vị Phật tử đang chuẩn bị đội ngũ để mà cung nghinh quý ngài vào quan lâm để mà chương trình đại lễ nhập quan của nhục thân cố hòa thượng đại lão hòa thượng Thích Thắng Hoan ngày hôm nay tại chùa Bát Nhã. Quý vị đang theo dõi phần phóng sự đặc biệt của TD Meda đến từ Nam California. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đang theo dõi phần phóng sự đặc biệt của TD Media đến từ Nam California tại chùa Bát Nhã Santa Ana trong chương trình tang lễ của đại lão cố hòa thượng Thích Thắng Hoan. Trước mặt sư cô đây bây giờ là hòa thượng Thích Minh Dung, một trong những bậc hòa thượng mà luôn luôn gắn bó với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và đặc biệt là hình như con biết là hòa thượng là đệ tử của cố đại lão hòa thượng Thích Thắng Hoan, cho nên lúc nào khi con được cơ hội được đánh lễ hòa thượng Thích Thắng Hoan thì con thường thấy hòa thượng Thích Minh Dung mà lúc nào cũng cạnh hòa thượng hết. Hôm nay trong cái buổi tang lễ hòa thượng thì con xin hòa thượng có đôi điều cảm nghĩ về cái sự kỷ niệm cũng như những ngày gắn bó với hòa thượng cố đại lão hòa thượng Thích Thắng Hoan. Con cung kính hòa thượng. Nam mô Thiếp Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Tôi làm phụ tá cho ngài đúng 15 năm. Từ năm 2008 cho tới bây giờ. Do vậy, từ vấn đề các văn thư, các cái giấy tờ và những cuộc tiếp xúc này là đi những cái Phật sự, tôi luôn luôn đi theo ngài, vừa là phụ tá, vừa là một người thị giả. Khi ngài về miền Nam Cali, cho dù tôi nằm trong tình trạng sức khỏe không được khả quan lắm, nhưng mỗi tuần đều về thăm ngài, đánh lễ ngài và hầu chuyện ngài. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi không còn một cái cơ hội nữa để gặp ngài, để đánh lễ ngài, để hầu chuyện và pha trà với ngài. Ngài là một người thật là tuyệt vời về trái tim, tuyệt vời về trí tuệ và sự tuyệt vời về sự cống hiến đối với giáo hội, đối với Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam tại Hải Ngoại. Từ thuở ngài còn khỏe, từ thuở ngài còn trung niên, và ngay cả từ những giờ phút cuối đời, ngài luôn luôn suy nghĩ đến giáo hội, đến Phật giáo Việt Nam tại Hải Ngoại, làm thế nào để phát triển cái nền Phật giáo của chúng ta trên đất nước này. Và ngài thường hay nói chúng ta đang mở rộng một cái quê hương mới, một cuộc nam tiến ở nơi hải ngoại này, trong đó Phật giáo Việt Nam, cộng đồng Việt Nam đóng một phần rất quan trọng trong cái nền văn hóa chung của nhân loại. Tôi đã thật sự mất đi một bậc đạo sư, một vị thầy, một người lãnh đạo của tôi. Thật ra một sự hụt hẫng rất là lớn, nhưng biết làm sao, con đường đi tới đó, nó phải tới đó. Chỉ xin ngài gia hộ cho chúng con, những người còn lại ở nơi đây, căng cứng đá mềm để tiếp nối những ước vọng của ngài và những cái hạnh nguyện của ngài. Những gì ngài chưa làm được, chúng con nỗ lực để làm. Những gì ngài đã làm, chúng con sẽ tiếp tục làm thêm nơi đất Phật. Xin ngài được bình yên, xin ngài được hoan hỷ và luôn luôn độ trì cho chúng con, cho giáo hội. Nam mô A Di Đà Phật. Con cung kính đầy đầu Triên Hòa Thượng rất là nhiều, đã có những cái sự chia sẻ và những cái sự lắng động và những cái kỷ niệm rất là đẹp đến với Hòa Thượng cố đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Nói đến Hòa Thượng với cái lòng từ, con cảm nghĩ, con chợt nghĩ đến
Hòa Thượng là một cố Đại Lão Hòa Thượng mà con quý và trân trọng nhất trong cuộc đời của con. Ngài rất là compassion, có nghĩa là lòng từ vô cùng. Khi con còn nhớ, con mới bập bẹ bước chân vào đạo, thì Ngài không có nghĩ rằng con là người mới vào đạo, nhưng mà Ngài cho con một cái sự khích lệ để Hòa Thượng vừa nói là chân cứng đá mềm, để cho con cố gắng vượt qua những cái chông gai bước vào đạo lúc bấy giờ. Và Ngài luôn luôn lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón một người trẻ, một người mới vào đạo, làm cho con có nhiều kỷ niệm và nhiều cái sự trân quý đó đối với Hòa Thượng cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Và thưa quý vị, đúng là một người cao tăng đức độ mà chúng ta đã vừa mất đi, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ mất đi rất là lớn, bởi vì Ngài luôn luôn lo lắng và luôn luôn muốn phát triển cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ này càng lâu càng vững mạnh và càng thành công hơn. Cho nên con tin chắc là hương linh của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan vẫn còn đâu đây, mà con cũng cầu nguyện cho giác linh của Ngài sớm cao đăng Phật quốc và sớm trở lại đất Ta Bà này để hóa độ chúng sanh, cũng như để hậu độ cho tất cả các đệ tử của Ngài và chúng con, cũng như quý Hòa Thượng đang hướng về Ngài. Con cầu nguyện cho Hòa Thượng Minh Dung luôn luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự chóng viên thành. Con tri ân Hòa Thượng có đôi điều rất là ngắn gửi đến cho tất cả quý khán thính giả Phật tử khắp nơi đang theo dõi phòng phóng sự đặc biệt của Trinity Media ngày hôm nay. Con kính chào Hòa Thượng A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ đây trở đi, từ giờ phút này, sư cô sẽ cố gắng rất nhiều để mời quý hòa thượng ở khắp nơi, từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và trên đất Mỹ về quang lâm về đây để tham dự buổi tang lễ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Thưa quý vị, Ngài là một bậc chân tu, là một người có lòng nhân ái và từ ái. Cô phải nói là một vị cao tăng mà cô kính phục trong lòng từ đầu. Nếu không có những lời khích lệ của Ngài, chắc sư cô cũng đã nhiều lần thối Bồ Đề Tâm rồi, thưa quý vị. Bởi vì đi tu nó không phải là dễ, mà với cái sự khích lệ của Ngài, lâu lâu mà sư cô gặp được Ngài thì Ngài luôn luôn sát tấn cô, cố gắng chân cánh đá mềm, chân cứng mà đá mềm để mà cô vượt qua. Cho đến ngày hôm nay đã 10 năm qua, ngày hôm nay Ngài đã nằm xuống rồi, thì cô không còn cơ hội để gặp Ngài nữa, thưa quý vị. Nhưng hy vọng là hương linh, giác linh của Ngài vẫn còn đâu đây, và Ngài sớm hội nhập Ta Bà để mà hóa độ chúng sanh. Con xin tri ân tất cả quý chư tôn thiện nữ tăng ni đã cho những cái lời pháp lữ cũng như là sách tấn của chúng con trên bước đường tu học. Và sư cô xin hẹn gặp lại quý vị nhiều chương trình kế tiếp trong buổi tang lễ này đến với TD Media. Thế là Ta Bà quảng mãng về cõi Phật, niết bàn từ tài giữ nguyện xưa, huyền thân nay đà đâu còn đường, tử chúng môn đồ mãi nhớ thương. Ngoài nhìn thế cuộc như giấc mộng, sanh từ niết bàn vẫn không hay, Ngài đi để lại bao niềm nhớ, đạo nghiệp muôn đời vẫn khắc ghi. Đó là chân dung một bậc sứ giả Như Lai, hơn 70 năm phụng sự cái đạo pháp. Ngài đã cống hiến cả cuộc đời mình để gây dựng cho Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngài đã hưởng thân khắp nơi, từ châu Âu, Canada đến các tiểu bang khắp nơi đến đất nước Hoa Kỳ. Những lời vang vọng pháp âm vi diệu, những bài di thức học đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng của đức tưởng Lão Hòa Thượng. Thế là âm vang mà còn đó, những bóng Ngài đành phải quay dép về đây, khắp nơi tử chúng đã phục cùng rước giác linh của Ngài với lòng tiếc thương vô hạn. Để rồi trong không biết chùa Bát Nhà chủ con, thật là trời ám đàm mưa sầu để tiễn biệt giác linh Thầy về cổ quốc. Chủ con dầu biết rằng sáng kỹ tử quy
dầu Đức Phật ra đời cũng có ngày niết bàn an nghỉ. Tôn sư của chúng con viên tịch thấy là tự nhiên như lá rụng về cội, nước chảy ra khơi, sống người thân thân tự một đời hát về chỗ niết bàn muôn thuở. Nhưng sự ra thế nào mà để không để lại bao niềm thương tiếc nhất, đó là Phật thật tù đồng lắm, người là hướng nào cũng mong trong suốt chặng đường dài của lịch sử Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và giờ một trang nghiêm thanh tịnh này, nơi nhà tang lễ chúng con được hành kính lễ đầu đảnh lễ, được cung hình quý ngài Quang Lâm tác pháp cho lễ nhập kim quang sáng hôm nay. Nam mô Hoa Kỳ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Tài Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức tang lễ môn đồ pháp quyển thành kính cung đình chư tôn trưởng lão hòa thượng giáo phận Chứng Minh, chư tôn thiền đức tăng ni Quang Lâm giảng linh đường cử hành lễ nhập kim quang. Đức trưởng lão hòa thượng nguyên tịch thường thắng Hà Quan, chúng tôn thành kính đặt lễ cung thỉnh. Chúng con xin công thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni ở phía sau xin hoan hỷ nâng tập về hai bên tả hữu của giảng linh đường. Xin quý ngài Quang Lâm lên ở phía hai bên tả hữu của giảng linh đường. Quý công đức đi ở phía sau và đang phía hàng sau, xin quý ngài tiến lên ở hai bên tả hữu của giảng linh đường, nơi ông trí kim quang đức trưởng lão hòa thượng tăng viên tịch. Sư thân hốt vị đầm
ly biệt diệt thương tâm. Phật thân tâm tịnh tạ lô ly Phật diệt do như mạng nguyện quý Phật tại thế gian thương. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, một lần nữa Tiến Dũng đang có mặt ở chùa Bát Nhã, nơi đang tổ chức tang lễ của Cố Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Và bây giờ cạnh bên Tiến Dũng đây là ông Phát Bồi, ông là chủ tịch người nhiều quốc gia miền Nam California, cũng như ông là cựu nghị viên thành phố Randro cũng có mặt nơi này. Và bây giờ là mời quý vị cùng nghe đôi lời chia sẻ từ ông. Trước hết mới chào anh Phát, không ngờ là sáng hôm nay có anh Phát ở nơi này. Dạ vâng, xin chào anh Mai Tiến Dũng cũng như toàn thể cái khán giả của TD Media. Dạ vâng. Thì mới hôm qua gặp nhau, tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay anh còn xâm mình hơn tôi, là anh phải đi từ 7 giờ sáng phải có mặt hả? Hay 6 giờ sáng? 6 giờ sáng có mặt rồi. 6 giờ sáng có mặt rồi, chứ là anh phải dậy từ ít nhất là phải 5 giờ. Dạ. Tôi thì giờ đỡ hơn, tôi dậy từ 8 giờ để mà có mặt ở đây 9 giờ sáng. Dạ. Thành ra so với anh thì đỡ mệt hơn nhiều. Và tôi đến đây thì cũng chỉ đi theo các hòa thượng Đại Đức Tăng Ni để mà đọc kinh. Thành ra công việc tôi tương đối nó cũng không có cực nhọc lắm như anh là nhà truyền thông, thành ra anh phải quay và làm rất nhiều việc. Thì thưa anh, ngày hôm nay là ngày lễ tang lễ của trưởng lão hòa thượng Thích Thắng Hoan. Tôi tham dự rất nhiều tang lễ của các hòa thượng lớn, như kể cả như là hòa thượng Thích Quảng Thanh mà chúng ta cũng đã nói cho vào hôm qua, thì rất là đông, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy các tôn đức tăng ni mà có đông như thế này, đông vô cùng. Thì điều đó cho thấy rằng hòa thượng Thích Thắng Hoan là vị trưởng lão rất là đức cao trọng vọng ở trong Phật giáo của chúng ta ở hải ngoại. Thì ngài đã ra đi, và vì thế mà chư tôn đức tăng ni và các Phật tử đã tề tụ đây rất là đông. Ba ngày, ngày hôm nay, ngày thứ năm, ngày mai và sáng thứ sáu là lễ tang lễ sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng. Thì bữa đó chắc là anh và tôi phải dậy từ 5 giờ. Thì thưa anh, lúc nãy tôi có nhìn thấy ở trên cổng vào đó, thì đúng ra đạo hiệu của hòa thượng là gồm có 4 chữ: Thượng Thắng Hạ Hoan. Lúc đầu tôi nghĩ đến cái chữ Thắng Hoan, tôi cũng mường tượng chưa hiểu rõ lắm, nhưng mà khi thấy đọc thấy chữ Thượng Thắng Hạ Hoan thì tôi vỡ lẽ ra ngay. Là việc đầu tiên là chúng ta phải tự thắng lấy bản thân của mình, và sau đó thì chúng ta phải hoan hỷ và hòa mình vào tất cả mọi người, và không coi cái thắng đó là cái gì cả. Trong Phật giáo họ vẫn quan niệm là tất cả đều là không có gì hết. Và chính vì vậy mà kể cả khi mà đắc đạo rồi thì chính cái sự đắc đạo của quý ngài, chính quý ngài thấy nó là không có gì. Dĩ nhiên đối với chúng ta nó phải có cái gì, chứ không phải là không có gì. Nhưng mà đối với quý ngài thì nó không là gì cả. Và các Bồ Tát thì hành tung của họ đó là họ không thể nghĩ bàn được, bởi vì chính cả họ, họ cũng không nghĩ họ là Bồ Tát nữa anh. Thưa quý khán giả, nãy giờ thì như anh Pháp Bùi nói đó, sáng giờ Tiến Dũng ghi nhận là rất là nhiều quý hòa thượng từ các nước mà ngoài Mỹ nữa, là từ bên Úc Châu họ cũng về đây, từ bên châu Âu cũng về đây. Và đặc biệt trong tang lễ của cố hòa thượng Thích Thắng Hoan này thì chúng ta thấy có một người rất nổi tiếng ở trên cộng đồng, đó là thầy Pháp Hòa cũng có mặt ở nơi đây. Và hồi nãy thì thầy Pháp Hòa cũng đã chia sẻ những cái tâm tình riêng của thầy cùng với hòa thượng Thích Thắng Hoan. Thưa anh, trong cái không khí anh thấy là bây giờ là mọi người háo hức chào xuân, tuy nhiên thì không ngờ rằng trong cái khuôn viên chùa Bát Nhã mà tổ chức một cái lễ tang, mà đặc biệt là lễ tang lại đông đủ như thế này, quả là một cái tình mà người ta dành cho hòa thượng Thích Thắng Hoan rất là nhiều, theo em ghi nhận là như thế. Đúng là như vậy thưa anh, và thực sự ra chúng ta thấy rằng tuy là bên trong chùa đó đã trang trí rất là đẹp để mà chuẩn bị đón Tết vào còn có mấy ngày nữa phải không, còn khoảng chừng 10 ngày nữa thôi. Nhưng mà trong cái không khí đó chúng ta thấy rằng bên Phật giáo họ không có câu nệ cái tiểu tiết. Trong cái không khí trang trí rất là đẹp đẽ để đón xuân, nhưng mà cái tang lễ cũng được tổ chức rất là chỉnh trọng và nghiêm trang. Thì đó là cái nhìn rất là đặc thù của Phật giáo. Ngày hôm kia tôi có họp với lại ban tổ chức cho lễ Phật đản năm 2024.
cũng họp ở ngay trong ngay nơi đây. Thì khi mà vừa mới họp xong là một số Phật tử cũng như các thầy là ra phi trường Los Angeles để đón các hòa thượng Đại Đức Tăng Ni từ bên Úc Châu qua. Và cũng biết là cũng có nhiều người ở khắp nơi ở tiểu bang, các tiểu bang cũng đã tề tụ về đây. Đặc biệt hôm nay chúng tôi thấy cũng có nhiều phái đoàn từ San Jose xuống, kể cả Phật tử nữa thưa anh. Có nhiều Phật tử từ San Jose đã lái xe xuống đây. Thưa anh, như hồi nãy nói là anh đã thấy là cái cuộc họp mà nói về lễ Phật đản cho năm 24 này đó, thì cũng vậy nhân đây thì tiếng Dũng một lần nữa cảm ơn sư cô Bích Liên rất là nhiều. Ngày hôm nay thì channel TD Media và tiếng Dũng đi làm việc này thì được trợ duyên của sư cô Bích Liên, cũng như là sư cô hồi nãy nói rằng tới mùa lễ Phật đản đó thì con là thủ quỹ, trưởng ban thủ quỹ thưa quý vị, và trước đây nhiều năm sư cô cũng đã là trưởng ban thủ quỹ cho đại lễ Phật đản, và lúc đó thì tôi cũng có được dịp làm việc chung với sư cô chút xíu thôi, và cũng được sư cô nâng đỡ chỉ dẫn rất là nhiều. Thành ra đối với sư cô Bích Liên, chúng tôi có những cái thân tình rất là gần gũi, và chúng tôi luôn luôn trân quý những cái nhiệt tình sư cô đã dành cho vợ chồng chúng tôi. Cảm ơn Phát, là cũng vậy, khoe luôn là sư cô cũng đã đặt em luôn là tới ngồi mà Phật đản thì con cũng lo luôn nha, cái là lo về hình ảnh truyền bá khắp mọi nơi cho mọi người thôi, đó là sư cô dặn rồi. Một lần nữa cảm ơn anh Phát thật nhiều, cũng như cảm ơn quý vị thật nhiều đã quan tâm theo dõi chúng tôi qua, và bây giờ tiếp tục kính mời quý vị tiếp tục theo dõi những cái quý nơi đây. Vâng, xin cảm ơn anh và xin chào quý vị. Cảm ơn Phát.